Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 9 với việc cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Hiện các nội dung như kết cấu dự án luật, nguyên tắc áp dụng luật, hợp đồng bảo hiểm, về giấy phép thành lập và hoạt động phá sản doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài trong hoạt động đại lý bảo hiểm đã được Ban soạn thảo tiếp thu chỉnh lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Ban soạn thảo cần làm rõ quá trình tiếp thu chỉnh lý thế nào, cũng như bảo đảm thống nhất, minh bạch nguyên tắc áp dụng và điều khoản thi hành. Tránh những cái chuyện xa và vấn đề về kỹ thuật đơn thuần ấy, thì phải khẳng định được là cho đến cái thời điểm mà chúng ta sẽ trình ra Quốc hội để xem xét thông qua đã đảm bảo được các mục đích yêu cầu đặt ra khi xây dựng luật này hay chưa, rồi sau đó chúng ta mới đi đến những cái nội dung cụ thể của từng vấn đề. Không nó trượt đi, báo cáo chí là từ lần thứ nhất trình đến lần thứ hai trình là cứ tam sao thất bản, rồi cũng không biết là cái sửa như thế này thì những cái vấn đề lớn nhất, những cái vấn đề căn cơ nhất có đáp ứng được hay không. Cuối cùng là như khéo là đưa đại biểu Quốc hội vào một cái rất khó khăn trong cái việc bỏ phiếu cái biểu quyết. Thời gian gần đây có xu hướng luật nào ban hành ra cũng dự thảo là trong trường hợp luật khác khác với luật này thì thi hành luật này. Cái này là đang là một cái xu hướng của nhiều cái dự án. Trước đây từ khóa 12, khóa 13 cũng thảo luận là theo luật chung hay theo luật chuyên ngành. Không có cái luật gì là luật chung, cái luật gì là luật riêng cả. Trừ cái bộ luật dân sự có thể cái tính luật chung nó có bao quát hơn. Đấy. Thế thì cái vấn đề này là xác định phải hết sức là kỹ. Góp ý về quy định cần xin ý kiến của dự luật, nhiều ý kiến đồng tình với việc quy định về bảo hiểm vi mô, song cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Nhiều ý kiến đề nghị dừng trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, đồng thời giao Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư quỹ, bảo đảm việc xử lý số dư của quỹ đúng mục đích ban đầu khi thành lập quỹ.